Dạ, mẹ cứ yên tâm, con ăn hết đầy đủ luôn á, không chừa một miếng nào luôn á mẹ. Ba đứa, có nghĩa là 3 lít nước một ngày 3 quả cam, một ngày 3 ly sữa đủ cho ba đứa, mẹ yên tâm ạ. Con dâu của mẹ giỏi quá. À mà này, nhớ còn vitamin ấy, là con phải ghi báo thức vào, uống cho nó đúng giờ nghe chưa? Yên tâm mẹ, vitamin con cũng uống đầy đủ 3 phần cho ba đứa luôn. Nhưng mà không được ăn uống linh tinh đâu, rồi bụng dạ nó lại ấm ạch đấy. Dạ cái này mẹ đừng có lo. Anh Nam á, giống như là cai ngục vậy. Làm gì mà con được ăn mấy món con thích đâu. Thế có ăn tôm cá gì không? Mai mẹ mang sang cho. Dạ. Thôi mẹ, trong tủ lạnh nhà con vẫn còn nhiều lắm, trứng cũng còn nguyên à. Mẹ ơi, con gọi điện thoại cho mẹ Mến nha. Mẹ Mến con mới gọi điện thoại, con nói chuyện với mẹ sau nha. Dạ. Ba đứa chào bà nội. Tạm biệt bà nội. Mẹ Xuân vận động với mẹ giỏi nha. Mẹ Xuân gọi thì lấy cớ là mẹ Mến gọi, mà mẹ Mến gọi thì đổ cho mẹ Xuân. Ghê nha. Chứ anh không mệnh giùm em hả? Thiệt luôn á, một ngày phải báo cáo đầy đủ cho bên nội bên ngoại, ăn ngủ ỉ một ngày 3 lần, mệt lắm luôn chứ bộ. Cứ như là bị ở tù tới nơi á. Nè, cũng may á, là một lần bầu 3 đứa nha, có nghĩa là chỉ cần một lần này thôi là xong rồi. Chứ mỗi lần mà có bầu hả, bị nguyên một đội quân giám sát, có khác gì ở tù 9 tháng 10 ngày đâu. Mà anh thấy em cũng năng suất đấy. Hãy nhân tiện đây, mình làm phát 4 lần đi. 4, 3, 10, 2. Được nguyên một đội bóng luôn, một đứa dự bị. Tào lao. Thôi đi ông ơi, ông đừng có mà to còi ha. 12 đứa ha. Không thấy nhà Hà hả? Có mỗi con Kitty thôi đó. Sơ hở một cái nó nuốt cái nắp bút vào bụng kia kìa. Hết cả hồn. Mà nay anh đón hai mẹ con chị Hà xuất viện, thấy hai mẹ con sợ một trận xanh mắt mèo luôn. Kitty nhìn thấy anh còn mếu nữa. Mà bác sĩ dặn là còn chưa được nói nhiều đâu. Kỳ này mà Kitty nó không sao, tạ ơn trời Phật, giống như là phúc đức ông bà mấy đời tổ tiên bảo hộ cho. Lo thiệt. Chồng lo quá à. Nhà người ta có một đứa thôi là muốn chết rồi, nhà mình một lần 3 đứa. Nè, ê, số 1, số 2, số 3, mẹ dặn trước nha, mai mốt có ra đây á, tuyệt đối không có được làm cái gì làm cho bố mẹ sợ nghe con. Nhà này một mình mẹ thôi là cả gia đình sợ muốn chết rồi à. Ê, chồng, đặt tên tụi nó lại gì giờ? Không lẽ cứ kêu số 1, số 2, số 3 hoài vậy hả? Trời, một đứa đặt tên hả là muốn to não ra rồi. Này ba đứa lần nhức hết cả đầu. Không phải em luôn ao ước có một cái sân vận động Ocean Fort trong nhà hay sao? Thì sao? Hay là sẵn có ba đứa mà nhặt tên là Ocean Fort. Được đấy, đúng không? Thôi tào lao quá, tên gì mà kỳ cục. Đúng, anh thấy dễ thương mà. Không, Ocean Fort kỳ cục. Thương mà. Phải không con? Nhờ Ocean Fort. Bà có dám thề không? Bà có dám lôi cháu nội của mình ra để thề không? Tôi nói là tôi không có nói gì hết thì bắt tôi thề làm gì? Cô đừng có lằng nhằng nữa. Ngay cả cái Hạ, nó cũng không muốn ai biết chuyện này. Nó bó bở vì trách cái người mà đã có âm mưu tước đi cái quyền làm mẹ của nó. Ngay cả nó muốn tránh xa cái căn nhà này còn không được khi mà. Được. Nếu như bà không nói thì tôi cảm ơn bà. Tôi cảm ơn vì bà đã giữ im lặng bấy lâu. Mà tốt nhất ý, là im lặng với cả anh Nghĩa nữa. Nếu không thì... Thì sao? Cô làm cái gì? Bà yêu ai nhất, đó sẽ là người phải chịu tổn hại nhất. Yeah! Sợ
sao tôi không dám? Tôi nói cho mẹ biết, tôi chỉ đang bảo vệ gia đình nhỏ của mình thôi. Ai động đến hạnh phúc của tôi xử hết. Alo. Là anh đây. Anh đang ở dưới chỗ làm của em. Cho anh gặp em một chút được không? Tôi ra ngoài đi ăn rồi. Mà tôi cũng không muốn nghe muốn nói gì với anh cả. Anh đừng gọi nữa. Khoan. Anh cũng có việc. Một việc rất quan trọng. Giờ tôi không có việc gì quan trọng ngoài ba của Kitty cả. Nhưng anh đừng có làm phiền. Em biết rõ bố của Kitty là ai mà. Anh lại nghe con vợ cũ của anh chứ gì? Anh tin cô ta chứ gì? Cái gì? Hà cũng biết chuyện này à? Chẳng phải chính anh cũng đi thử ADN. Anh cũng nghi ngờ còn gì. Cô biết rõ quá nhỉ? Việc tôi xét nghiệm ADN ấy. Cô biết rõ cho nên đã tráo kết quả. Cô nghĩ là tôi chỉ test một lần và tin cô à? Nhiên à, cô đừng quá tự tin vào sự thông minh xảo trá của mình. Hay là cô đánh giá tôi quá thấp?